Tên đường Đinh Tiên Hoàng đoạn từ cầu Bông đến đường Phan Đăng Lưu thành đường Lê Văn Duyệt hôm nay. Phố toàn thể quý vị đại biểu và nhân dân quận Bình Thạnh lời chúc mạnh khỏe và hạnh phúc. Phương Nam, ông chăm lo việc đào kênh bắc lũy xây hài vật vùng biên cương phía Nam. Năm 1830, ông cho củng cố thành Bắc Quan An Dân quan tâm khuyến khích người Việt, người Hoa và an cư lạc nghiệp. Hàng trăm năm nay, người dân trong vùng thường xuyên tham quan, chiêm bái và tổ chức lễ dỗ ông vào ngày cuối tháng 7 âm lịch hàng năm. Thưa quý vị, là nghi thức lễ công bố đổi tên đường Đinh Tiên Hoàng đoạn từ cầu Bông đến đường Phan Đăng Lưu thành đường Lê Văn Duyệt đã được lãnh đạo. Đông quá.